chương trình chia sẻ ngoài du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với bạn Mỹ Phương vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu nghe cuộc trò chuyện nhé. Chị chào Mỹ Phương. Dạ chào chị. Em biết thì đôi nét và bản thân em. Dạ, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Hofstra, chuyên ngành là quản trị kinh doanh quốc tế. Sở thích cá nhân là em thích đi mua sắm rồi cũng thích học tiếng Anh. Cho nên là em muốn là qua Mỹ để mà thể phát triển bản thân mình nhiều hơn. Thì cái cảm nhận của Mỹ Phương khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Dạ, cái cảm nhận đó thì em thấy nói chung là nó quá mức bình thường đó chị. Em không nghĩ là em có một phần em nghĩ em đậu, nhưng mà em không nghĩ là nó lại dễ vậy. Tại vì vô hỏi em thì rất là đơn giản, nhưng mà em thấy là chủ yếu là người ta đánh cái tâm lý của mình nhiều hơn. Tại vì cái phần hồ sơ của em thì họ không coi, họ chỉ nhìn em thôi, rồi nói em ba câu rồi hết rồi. Lý do tại sao em lại chọn Mỹ để du học? Em chọn Mỹ là tại vì thực sự là Mỹ đây là một quốc gia mà ai cũng mơ ước để qua đó học. Giáo dục thì rất là phát triển về cả kinh tế, mọi thứ. Thì lúc đó thì có gia đình bên Mỹ nữa nên là em muốn chọn Mỹ để học. Bên cạnh đó thì tiếng Anh giọng Mỹ cũng khá là phát triển, phổ biến hiện nay. Mà cũng lỡ học tiếng Anh nhiều năm rồi nên thôi qua đó học cho có điều kiện hơn. Ở Mỹ thì em sẽ học trường Nashville State Community College. Thì trường này nằm trong tiểu bang Tennessee. Thì cũng em thấy cũng khá là phát triển nên là em chọn trường này, với lại là cái ngành học là quản trị kinh doanh nó lại dạy tốt nhất luôn nên em chọn. Trường của em á thì theo em thấy thì nó cũng nó có hơn 44 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy, với lại về chuyên ngành á thì là vẫn quản trị kinh doanh với marketing là hai chuyên ngành mà tốt nhất tại đó. Cộng việc là việc học phí rất là hợp lý, chỉ khoảng là hơn 7.000 đô thôi, rẻ hơn so với trường khác nhiều. Cho chị hỏi thêm là cái cảm nhận của Mỹ Phương khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương. Dạ, Tân Đại Dương thì em có thấy nhiều lần trên TV, qua cái kênh du học. Xong rồi sau đó thì em có lên mạng, thì em lên website thì em thấy được, xong rồi em liên hệ. Khi mà em làm hồ sơ thì thật sự mà nói thì lúc đầu em cũng rất là e ngại. Tại vì mình thì có rất là nhiều công ty du học rồi, em không biết là chọn trường nào. Thì tình cờ là em lên mạng, xong rồi em tìm được cái công ty du học Tân Đại Dương. Thì lúc đó là em lúc đó em gặp chị Kim, thì em cảm thấy là chị đó tư vấn rất là kỹ, cộng với việc là rất là rõ ràng mọi thứ, cho nên em rất là tin tưởng. Thì em bắt đầu chọn Tân Đại Dương làm hồ sơ, rồi chọn trường, rồi xin E20 giùm em luôn. Rồi lúc đó thì em học phỏng vấn với anh Khôi, thì anh Khôi dạy cực kỳ kỹ luôn, mặc dù anh hơi khó tính chút xíu mà rất là kỹ, anh sửa từng chỗ một, sửa tiếng Anh rồi sửa tiếng Việt luôn. Thì sau học ảnh thì em rất là chắc. Cộng với việc là trước khi cái buổi đi phỏng vấn á, thì lại được học một buổi về tâm lý tự tin của anh Bảo Anh nữa. Cái xong em cũng thấy là ok. Thì em thấy là nếu như mà mọi người mà muốn chọn một nơi để mà tin tưởng để mà làm cho cái tương lai của mình á, thì nên chọn Tân Đại Dương thì sẽ tốt hơn. Chị cảm ơn những cái tình cảm như là cái lời khen của em dành cho Tân Đại Dương. Và chị cảm ơn những chia sẻ của Mỹ Phương trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và chúc cho em là qua Mỹ học tập thật là tốt. Dạ, cảm ơn chị. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Mỹ Phương về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.